Tổng cộng sẽ có 500 giáo viên, cán bộ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có 320 giáo viên đang phụ trách nhóm trẻ từ các trường mầm non công lập. Các giáo viên này đến từ các trường mầm non thuộc 8 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Thủ Đức, Tân Phú, Gò Vấp hay Nhà Bè, được chọn thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi. Việc chăm sóc trẻ ở lứa tuổi dưới 18 tháng đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có khả năng chuyên môn. Trong khi ở các trường sư phạm, việc đào tạo chăm sóc trẻ lứa tuổi này gần như bị bỏ trống, chủ yếu đào tạo đội ngũ giáo viên nuôi dạy trẻ từ 24 tháng tuổi. Đây có thể xem là bước khởi đầu để các cơ sở mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh từng bước tiếp nhận trẻ từ 6 tháng tuổi, đáp ứng nhu cầu trông giữ trẻ rất lớn của các gia đình trên địa bàn, đặc biệt là những gia đình là lao động ngoại tỉnh